quay phim. Đây là một cái dốc mà tại đây khi mà xe ở cuối đường dốc là ô tô họ đã tắt máy, nhưng mà khi tắt máy rồi xe vẫn tiếp tục vò lên được cái chân đỉnh dốc này. Và đây là cái đoạn đường mọi người gọi là con đường thần bí ở tại đảo Jeju của Hàn Quốc. Đấy, đây là các bạn nhìn xem, đây là cái ô tô màu vàng này, nó đang từ từ lên trên dốc và không hề nổ máy. Đây cái xe này không nổ máy gì đó. Không nổ máy, không xe nào nổ.